Sáng nay, Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hưng Yên phối hợp với Thành đoàn Hưng Yên tổ chức meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2022 với chủ đề Chấm dứt dịch AIDS, thanh niên sẵn sàng. Tình hình dịch HIV ở nước ta đang có xu hướng gia tăng. Tại Hưng Yên, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, có tổng số người nhiễm HIV/AIDS là trên 1.900 người, trong đó đã có hơn 900 người tử vong do AIDS. 100% số huyện, thành phố, thị xã và 96,9% số xã, phường, thị trấn có người nhiễm. Năm 2022, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm chọn chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam là chấm dứt dịch AIDS, thanh niên sẵn sàng. Thông điệp này khẳng định chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo cho mọi người đều được tiếp cận sớm các dịch vụ như phòng, tư vấn, xét nghiệm HIV, chăm sóc, hỗ trợ điều trị HIV/AIDS. Các đoàn viên thanh niên là lực lượng cần quan tâm trong thời gian tới để đạt được mục tiêu kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Ngay sau lễ meeting, đội ngũ cán bộ y tế và đoàn thanh niên đã tổ chức buổi diễu hành, truyền thông lưu động bằng ô tô, xe máy về phòng chống HIV/AIDS. Hoạt động đã thu hút sự chú ý và hưởng ứng của đông đảo người dân thành phố Hưng Yên.